về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời câu hỏi trong các bài học trong cuốn sách Lịch sử lớp 7 thuộc bộ sách Cánh diều. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bài 11 Vương quốc Lào. Video này sẽ giúp các em chúng ta trả lời các câu hỏi lượt từ câu hỏi đầu bài, câu hỏi giữa bài và những câu hỏi cuối bài. Đầu tiên, phần A chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu bài, trả lời cho câu hỏi trang 39 bài 12. Trên vùng cao nguyên Siêng Khoảng, Lào có hàng nghìn chiếc chum đá với đường kính lớn nhất đến 3 mét. Các nhà khảo cổ học cho rằng cánh đồng chum là dấu tích của một nền văn hóa kim khí mà chủ nhân là người Lào Thơng. Từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 14, người Lào Thơng bản địa kết hợp với người Lào Lùm di cư đến và lập nên Vương quốc Lào. Vậy quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào như thế nào? Những nét văn hóa tiêu biểu là gì? Các em sẽ cùng trả lời cho câu hỏi đầu bài này nhé. Câu ý như sau. Ý 1. Quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Sang. Là tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ. Đến năm 1353, Pha Ngườm thống nhất các mường Lào đặt tên là Lan Sang, tức là Triệu Voi. Đến thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ 17, Vương quốc Lan Sang bước vào giai đoạn thịnh vượng. Thành tựu văn hóa tiêu biểu về chữ viết, từ chữ phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình, văn học dân gian và văn học viết xuất hiện, đời sống văn hóa của người Lào rất là phong phú và hồn nhiên. Về tôn giáo thì đạo Phật là quốc giáo tiêu biểu. Kiến trúc điêu khắc thì xây dựng một số công trình theo Hindu và Phật giáo, điển hình là các thạch luồng ở Viên Chăn. Chúng ta sẽ đến với phần B, trả lời câu hỏi giữa bài. Phần 1, quá trình hình thành và phát triển Vương quốc Lào, trả lời câu hỏi 1 trang 40. Hãy đọc thông tin và tư liệu trong sách giáo khoa trang 40, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển Vương quốc Lào thời Lan Sang. Sự ra đời. Cô sẽ hướng dẫn trả lời như sau. Sự ra đời, năm 1353, Pha Ngườm thống nhất các mường Lào, lập ra các vương quốc Lan Sang. Quá trình phát triển, đầu tiên là thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 16. Các vua Lan Sang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Cư dân chủ yếu làm nông nghiệp kết hợp với khai thác lâm sản và sản xuất thủ công nghiệp. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, Lào là một vương quốc lớn có quan hệ hòa hiếu với láng giềng. Vừa tìm hiểu xong quá trình hình thành Vương quốc Lan Sang, chúng ta sẽ đánh giá sự phát triển của Vương quốc Lan Sang. Qua câu hỏi 2 trang 40, chúng ta đánh giá như sau. Thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 là thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất của Vương quốc Lào. Theo lại phần 1, chúng ta đến với phần 2, tìm hiểu về văn hóa Lào. Trả lời câu hỏi 3 trang 40. Đọc thông tin và quan sát hình 12.2 trang 40 trong sách giáo khoa. Hãy nêu các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Lào thời kỳ Lan Sang. Và chúng ta có thể kể ra được những nét chính về văn hóa như là chữ viết. Bên cạnh chữ Ấn Độ thì người Lào cũng được sáng tạo và sử dụng rất là phổ biến. Và nhiều tác phẩm văn học độc đáo như là Phạn Lam, truyền thuyết Khúm Bô Lum. Và đời sống văn hóa của người Lào thì rất là phong phú và hồn nhiên. Chúng ta tìm hiểu về tôn giáo thì đạo Phật Trích là quốc giáo, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, xã hội và là cơ sở để thống nhất các tộc người Lào. Tiếp đến là họ xây dựng nhiều công trình kiến trúc độc đáo, điển hình là thạch luồng, Phra Keo, Vát Siêng Thoang. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi C. Chúng ta sẽ đến với phần C là luyện tập và vận dụng. Trả lời luyện tập 1 trang 40. Em hãy khái quát sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Sang ở các thế kỷ từ 14 đến thế kỷ 17 trên các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, văn hóa. Câu hỏi này chúng ta sẽ lần lượt xác định các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Đầu tiên là về chính trị. Về đối nội, tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn, chia đất nước thành các mường và đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Về đối ngoại, giữ quan hệ hòa hiếu với Campuchia và Đại Việt, kiên quyết chống quân xâm lược Miến Điện. Về kinh tế, cư dân chủ yếu làm nông nghiệp, kết hợp với khai thác lâm sản và sản xuất thủ công nghiệp. Về văn hóa, thì xây dựng nền văn hóa mang nhiều nét của mình và đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại những giá trị độc đáo. Chúng ta sẽ đến với vận dụng 2 trang 40, trả lời câu hỏi như sau. Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu chùa Thạch Luồng dựa trên các từ khóa Lan Sang, Vua Sệt Tha Thi Lạt, Viên Chăn, Phật Giáo. Dựa vào những gợi ý trong câu hỏi chúng ta sẽ viết như sau. Thạch Luồng là một tòa tháp Phật giáo tọa lạc
tại thủ đô Viên Chăn của Lào. Trong tiếng Lào, Thạt Luồng có nghĩa là tháp lớn, là công trình này được xây dựng năm 1566 dưới triều vua Sệt Tha Thi Lạt. Đây là một công trình đồ sộ gồm một tháp lớn hình nậm rượu đặt trên cái đế hình hoa sen, phô ra 12 cánh sen, dưới là một bệ khổng lồ hình bán cầu nhưng lại tạo thành bốn núi có đáy vuông, mỗi cạnh dài 68 mét, được ốp bằng 323 phiến đá và có bốn cổng dưới dạng miếu thờ. Xung quanh tháp chính là 30 ngọn tháp nhỏ, mỗi ngọn tháp đều khắc một lời dạy của Phật. Tháp chính có chiều cao 45 mét và sự đồ sộ tinh xảo của Thạt Luồng đã minh chứng cho tài năng sáng tạo và thành quả của sự lao động cần cù của cư dân Lan Sang. Công trình này cũng là một cống hiến độc đáo và kho tàng văn hóa Đông Nam Á và thế giới. Khép câu hỏi này cũng chính là câu hỏi cuối bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.